Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 2 tháng 5 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập. Cơ bản các diện tích canh tác của huyện Văn Giang đã được chuyển đổi. Thị trấn Như Quỳnh trên 30 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được giải tỏa. Các bậc phụ huynh đổ xô đưa con đi tiêm phòng bệnh mắc não mô cầu. Nỗi lòng của một người mẹ có con theo hội Thánh Đức Chúa Trời. Cơ bản tình hình trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 4 ngày nghỉ lễ được đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn và đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý nhà nước và hoạt động giáo dục mầm non ngoài công lập giai đoạn 2014-2017. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, có tổng số 188 trường mầm non, trong đó có 167 trường mầm non công lập và 21 trường mầm non ngoài công lập. Có trên 3.000 nhóm lớp, trong đó có 2.660 nhóm lớp công lập và trên 500 nhóm lớp tư thục. Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đều được cấp phép thành lập và hoạt động. Trong 21 trường mầm non ngoài công lập, có 19 trường có phép hoạt động. Hoạt động tại các trường đều cơ bản đã đảm bảo về chất lượng cơ sở vật chất cũng như chuyên môn đào tạo. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đặng Minh Ngọc yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động của các cơ sở mầm non ngoài công lập về cơ sở vật chất, đạo đức của đội ngũ giáo viên, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Có cơ chế chính sách hỗ trợ để thu hút các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực giáo dục trên địa bàn, đặc biệt là giáo dục mầm non. Tăng cường giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ gia đình tại địa bàn về các mặt giấy phép hoạt động, nội dung, hình thức, quy mô hoạt động, kết quả chăm sóc đảm bảo an toàn cho trẻ, áp dụng kiến thức giáo dục mầm non trong nuôi dạy, chăm sóc trẻ em. Văn Giang là một trong những địa phương đi đầu trong công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Những năm qua, chủ trương này đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế tương đối cao. Đến nay, toàn huyện chỉ còn khoảng 500 hectare lúa trong tổng số trên 4.000 hectare đất canh tác. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 250 hectare được chuyển đổi theo hình thức tích tụ ruộng đất. Cơ bản, các diện tích đều được chuyển đổi từ cây lúa sang trồng cây cảnh, cây ăn quả và rau màu các loại. Với các diện tích hoa đều được quy thành vùng với quy mô lớn tập trung ở xã Xuân Quan, Phụng Công, thị trấn Văn Giang. Bình quân thu nhập từ trồng hoa đạt 35 đến 40 triệu đồng một sào một năm. Với các loại cây cảnh, cây ăn quả tập trung ở các xã Thắng Lợi, Mễ Sở, Tân Tiến, trung bình mỗi sào cây cảnh cho thu nhập từ 60 đến 70 triệu đồng, trừ chi phí còn thu lãi từ 30 đến 40 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, Phù Cừ là địa phương có nhiều vi phạm đất đai trên địa bàn tỉnh, nhưng cũng là địa phương quyết liệt xử lý những vi phạm này. Đến nay, huyện đã giải tỏa được trên 19.000 m2 vi phạm, từng bước minh bạch trong quản lý đất đai. Đến nay, toàn huyện đã có 776 trên 942 công trình vi phạm tự nguyện tháo dỡ với tổng diện tích trên 19.000 m2. Tất cả các công trình đều tháo dỡ một cách triệt để, không có tình trạng tháo dỡ một phần để chống đối. Huyện có nhiều biện pháp quyết liệt như tạm đình chỉ công tác 3 chủ tịch xã Quang Hưng, Tiên Tiến, Minh Tân trong năm 2017. Quý 1 năm 2018, huyện đã tiến hành kỷ luật với hình thức khiển trách Chủ tịch thị trấn Trần Cao và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Tân, kỷ luật 3 đảng viên xã Quang Hưng. Lãnh đạo các xã thường xuyên tổ chức các buổi họp dân để tuyên truyền về kế hoạch số 93A của tỉnh, đến từng hộ gia đình, vận động tự nguyện tháo dỡ. Hàng tháng, huyện đều thành lập các đoàn kiểm tra đi rà soát tất cả các xã. Đối với những hộ cố tình chống đối ở hai xã Quang Hưng và Tiên Tiến, huyện đã thành lập danh sách và có kế hoạch giải tỏa trước ngày 15 tháng 5. Trong khi đó, huyện Văn Lâm là một trong những địa phương kết quả thực hiện theo kế hoạch 93A đạt thấp của tỉnh. Thị trấn Như Quỳnh là một ví dụ. Trong đó, vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp còn 30 trường hợp với diện tích trên 5.000 m2. Vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông còn 8 trường hợp với diện tích 266 m2. Vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi còn 14 trường hợp với diện tích gần 825 m2. Nguyên nhân những trường hợp trên chưa giải tỏa được là do chính quyền địa phương còn thiếu kiên quyết, có tâm lý, ngại va chạm, chưa vào cuộc xử lý dứt điểm các vi phạm.
Đặc biệt, đối với vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông do không làm tốt công tác quản lý, cho nên tại một số khu vực đã giải tỏa, nay lại tiếp tục tái diễn gây khó khăn trong công tác xử lý những trường hợp vi phạm sau này. Đến thời điểm này, tuyến đường tỉnh 386 chạy qua xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ vẫn còn 3 hộ dân chưa giải phóng mặt bằng, gây bức xúc cho nhân dân. Đó là gia đình các ông Trần Quang Hè và Nguyễn Văn Khánh có đất thu hồi, ông Hoàng Văn Duẩn có tài sản trên đất. Được biết, dự án đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường DT386 được triển khai từ tháng 9 năm 2015. Tuyến đường qua địa bàn xã Tiên Tiến có chiều dài hơn 3 km, 68 hộ gia đình có đất thu hồi, 47 hộ gia đình có tài sản trên đất. Trong thời gian tới, huyện Phù Cừ sẽ tổ chức cưỡng chế đối với 3 hộ dân này để đảm bảo thi công công trình sớm hoàn thành. Do chậm trễ trong việc giải phóng mặt bằng, nên nhiều năm nay tuyến đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên xuống cấp nghiêm trọng, không được sửa chữa, ảnh hưởng tới việc đi lại của nhân dân. Mặc dù dự án nâng cấp mở rộng đường Hoàng Hoa Thám có gần chục năm nay, song do hai hộ chưa chấp hành giải tỏa bàn giao mặt bằng, nên tuyến đường có chiều dài gần 1 cây số bị xuống cấp, mùa nắng thì bụi bẩn, mùa mưa thì đường thành thùng vũng. Đường xuống cấp từ nhiều năm nay lại nằm gần các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, song chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Hộ thò ra thụt vào, vừa mất mỹ quan, vừa che khuất tầm nhìn, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Theo các hộ dân sinh sống ở khu vực trên cho biết, do chưa giải phóng xong mặt bằng nên 5 hộ dân gần đó vẫn chưa được lắp nước sạch để sử dụng. Thắp sáng đường quê là công trình thanh niên của Đoàn Thanh niên xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, sau 4 năm đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực. Công trình có tổng chiều dài 1,5 km với gần 50 bóng đèn điện được thắp sáng tại trục đường giao thông chính và đường ra khu vực nghĩa trang của thôn Bình Xá. Đây là tuyến đường thanh niên tự quản của chi đoàn thôn. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, thanh niên chi đoàn thôn Bình Xá còn đảm nhận bảo dưỡng thay lắp hệ thống đường điện bị hỏng. Toàn bộ kinh phí lắp đặt, sửa chữa và đóng tiền điện hàng tháng do Đoàn Thanh niên địa phương đảm nhận, có đèn đường chiếu sáng thuận lợi cho thanh thiếu nhi vui chơi, tập luyện thể dục thể thao, nhân dân đi lại thuận lợi, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Tuần qua tại Hưng Yên đã ghi nhận một ca mắc não mô cầu. Đây là một căn bệnh rất nguy hiểm đến tính mạng, vì thế mà lượng phụ huynh cho trẻ đi tiêm phòng tăng mạnh. Phòng tiêm vaccine Sapo Hưng Yên mấy ngày gần đây, lượng phụ huynh đưa con đến tiêm loại vaccine này tăng đột biến. Trước đó, số trẻ được ba mẹ cho tiêm loại vaccine này rất rải rác, rất ít phụ huynh biết được tầm quan trọng của loại vaccine này cho đến khi có ca bệnh đầu tiên xuất hiện. Não mô cầu là bệnh cấp tính diễn biến rất đột ngột nên dễ chẩn đoán nhầm với những bệnh khác. Vi khuẩn gây bệnh ký sinh ở hầu họng nên quá trình tiếp xúc có thể bị lây nhiễm trực tiếp, con đường lây nhiễm là qua đường hô hấp. Biểu hiện bệnh thường gặp là sốt đột ngột, sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, lơ mơ. Khi hôn mê thì bệnh đã trở nên nặng. Hiện vaccine não mô cầu chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng nên phụ huynh chỉ có thể đưa trẻ đi tiêm tại các phòng tiêm chủng dịch vụ với giá khoảng 220.000 đồng một liều. Sáng ngày 2 tháng 5, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội thảo tập huấn công vụ tham vấn nông dân và vận động chính sách, viết tắt là FACT. Tham gia lớp tập huấn có 28 học viên, thời gian kéo dài từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 5. Nội dung gồm 7 phần, trong đó tập trung vào tham vấn các hội viên, viết đề xuất SMART, lập bản đồ vận động hành lang và phân tích các bên liên quan, lập kế hoạch thông qua thực hành. Tại hội thảo, các học viên được cung cấp kiến thức về công cụ tham vấn nông dân và vận động chính sách, 4 bước xây dựng khung quá trình. Từ đó giúp cán bộ hội các huyện, thành phố thu thập dữ liệu, lấy ý kiến phản hồi từ nông dân để tổng hợp, phân tích, hệ thống hóa kết quả tham vấn, chuẩn bị viết đề xuất về chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nhằm đưa chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình vào cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh, những năm qua, tại các địa phương đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình truyền thông có hiệu quả, tiêu biểu là mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ ba ở các thôn, xã. Nhiều câu lạc bộ dù mới thành lập nhưng hoạt động tích cực, bước đầu nâng cao chất lượng dân số tại từng địa phương.
Câu lạc bộ không sinh con thứ 3 của xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ được thành lập từ năm 2014 với trên 20 thành viên. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần. Dù rất bận rộn nhưng các thành viên câu lạc bộ đều có mặt đông đủ. Tại buổi sinh hoạt, chị em trong câu lạc bộ được phổ biến những chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình mới, những lợi ích của việc sinh đẻ có kế hoạch, chia sẻ cách nuôi con, dạy con ngoan, thực hiện ký cam kết không sinh thêm con thứ 3. Cũng tại buổi sinh hoạt, một số chị em cũng tâm sự một số khó khăn vướng mắc trong chuyện gia đình của mình để được các thành viên còn lại tư vấn, chia sẻ giúp đỡ. Các hội viên rất hào hứng đưa ra ý kiến để buổi sinh hoạt thêm phần ý nghĩa và đúng trọng tâm. Những đối tượng được vận động vào câu lạc bộ đều là chị em trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là các vợ chồng đã sinh 2 con gái. Để câu lạc bộ duy trì hoạt động tốt, ngoài các nội dung tuyên truyền trong buổi sinh hoạt, câu lạc bộ còn lồng ghép tuyên truyền vào những buổi họp của thôn, buổi sinh hoạt của các đoàn thể thôn để chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thực sự đến được với mọi người dân. Đặc biệt, bên cạnh việc sinh hoạt chung, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn dành thời gian đi đến từng nhà, từng ngõ để thực hiện tư vấn, động viên các gia đình thực hiện tốt các chính sách dân số. Đặc biệt là đến những hộ gia đình sinh con một bề là gái, tuyên truyền về việc chỉ nên dừng lại ở 2 con để nuôi dạy con cho tốt. Chị Đào Thị Tâm, một thành viên câu lạc bộ cho biết, những năm trước chị định sinh thêm con thứ 3 khi đã có 2 con gái. Tuy nhiên, được các chị em động viên giải thích nên đã quyết định không sinh thêm con thứ 3. Tham gia vào câu lạc bộ này thì là hai vợ chồng có bàn bạc, con nào cũng là con, không sinh con thứ 3 và để nuôi 2 đứa cháu gái để cho nó ăn học thành đạt nên người. Để việc truyền thông được hiệu quả hơn, ban chủ nhiệm câu lạc bộ còn tích cực đến các hộ gia đình là các cặp vợ chồng trẻ mới sinh bé là con một bề để truyền thông sớm. Cùng hội viên đó làm công tác tư tưởng cho các thành viên còn lại trong gia đình để tránh gây áp lực lên người phụ nữ. Mặc dù mới đi vào hoạt động được 4 năm, nhưng hiệu quả của câu lạc bộ đã góp phần không nhỏ vào công tác dân số của địa phương. Nhiều năm qua, xã Thiện Phiến luôn nằm trong top những xã có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức thấp là 118 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ lệ sinh con thứ 3 là 11,5%, thấp hơn mức trung bình của toàn tỉnh. Tuy nhiên, hội vẫn còn gặp một số khó khăn như toàn xã có 1.400 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, gần 40 cặp vợ chồng sinh con một bề là gái. Tuy nhiên, câu lạc bộ mới chỉ vận động được 4 hội viên sinh con một bề là gái tham gia hội. Cái khó chung của câu lạc bộ là nhiều gia đình có điều kiện, ngoài quan niệm phải có con trai để nối dõi tông đường, thì nặng nề hơn họ quan niệm đông con nhiều cháu cho vui cửa vui nhà. Nhằm phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng, bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn, vừa qua Hội Phụ Nữ xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã huy động các hội viên trồng hoa dọc tuyến đường nhằm tạo cảnh quan đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp. Với ý nghĩa thiết thực và được sự đồng thuận của chính quyền, Hội Phụ Nữ xã Quảng Châu đã tổ chức vận động các hội viên phụ nữ phát quang làm sạch cỏ hai bên đường tới đất để trồng hoa với chiều dài từ 150 đến 200 mét, tạo diện mạo nông thôn thêm khởi sắc. Từ nguồn quỹ sẵn có, hội đã chủ động lựa chọn trồng các loại hoa có sức sống tốt, thích ứng với môi trường như mười tờ, tóc tiên, sàn, nhằm tạo cảnh quan tươi mới, xinh đẹp và đặc biệt tránh tình trạng người dân vứt rác bừa bãi dọc hai bên đường. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, những thông tin liên quan đến tổ chức tự xưng Hội Thánh Đức Chúa Trời đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Mặc dù chưa được công nhận, chưa được phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng các nhóm người của tổ chức này liên tục lén lút đi truyền đạo, lôi kéo người dân tham gia. Không ít gia đình đã tan cửa nát nhà khi có người thân là thành viên của hội này. Chúng tôi tìm về gia đình chị Đỗ Thị Thủy ở thôn Dương Hạ, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, có 2 người con đều là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Bao trùm cả căn nhà là một nỗi buồn u ám khi chồng thì bệnh tật đau ốm quanh năm, 2 đứa con giờ đây lại bỏ đi biển biệt từ tháng 11 năm 2016. Việc bắt đầu khi cô con gái đang theo học tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời rồi bỏ học và sau đó đã lôi kéo luôn cả anh trai mình. Từ những đứa con chăm ngoan, chịu khó, giờ đây đã có những hành động trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Họ sẵn sàng mang hết đồ thờ tự ném ra sông Hồng. Khi ông ngoại mất, bác mất cũng không về, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Sự thay đổi này khiến cho nhiều bà con lối xóm, họ hàng không khỏi ngỡ ngàng. Tôi là người bác trong họ và cũng là người cần kề hàng xóm nhất. Thì từ trước đến nay thì các cháu rất là ngoan. Trong quá trình cháu đi học ở Hà Nội,
thì cháu chả biết là bị dụ dỗ như thế nào, cháu theo một cái đạo lạ. Thế về nhà thì cháu không quan tâm đến gia đình, không ăn những cái đợt đồ đã được thắp hương. Trước đây, con gái của chị Thủy là một người sống tình cảm, dù đi học xa nhà nhưng em luôn viết thư điện thoại về động viên mẹ. Nhưng giờ đây, chính người con ấy lại sẵn sàng viết đơn tố cáo mẹ vì đã giữ chứng minh thư nhân dân cùng 3 chiếc điện thoại của hai anh em khi phát hiện ra họ đang theo tà đạo này. Không những vậy, họ còn liên tục đòi tiền và chiếc xe máy được đăng ký mang tên người anh. Bất lực trước sự thay đổi chóng mặt của con, chị Thủy tìm cách cầu cứu đến chính quyền địa phương. Nhưng mọi việc vẫn bế tắc. Gia đình có cái phát hiện hai cháu Trung và cháu Ngân có cái dấu hiệu đi theo cái đạo này. Thì tôi xuống trực tiếp cùng với thông tin báo cáo cùng với chỗ cán bộ công an huyện xuống cái nhất là để nắm bắt và cũng để có phương hướng để làm sao công tác tuyên truyền vận động cháu. Nhưng thực sự là ở đây thì cháu thì nó lại đi học, nó không nhà, nó bỏ học. Thì nó lại chủ yếu là ở ngoài chỗ Mỹ Đình, Hà Nội. Giờ đây căn nhà chỉ còn mình chị, tất cả đồ tư trang, những hình ảnh kỷ niệm của gia đình, con gái chị đều đã mang hết đi. Chị Thủy chỉ mong ước có phép nhiệm màu để con mình trở lại như xưa. Thế là mong muốn hai con sẽ nhìn thấy mẹ ở trong cái hoàn cảnh này, thì hai con sẽ trở về với mẹ, quay lại cuộc sống bình thường để mẹ đỡ tủi thân. Không bao giờ mẹ đẩy lùi các con ra xa, một mà mẹ đã sinh con ra rồi thì bao giờ mẹ cũng vẫn giữ vững là kiểu gì mẹ cũng vẫn cứu các con, cho đến tận cùng luôn. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài trong 4 ngày. Để đảm bảo tốt an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông trong các ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh đã có công văn chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trong tỉnh tăng cường quân số, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, chủ động các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng công an toàn tỉnh đã bố trí quân số ứng trực, đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác. Riêng lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát điều tra từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường 100% bám sát các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông, tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên chống ùn tắc giao thông và đua xe trái phép. Đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả vào các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để xảy ra đột xuất bất ngờ về an ninh trật tự. Trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đảm bảo ổn định. Về trật tự xã hội, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước, đã điều tra làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng, thu hồi tài sản gần 25 triệu đồng. Trong đó, cưỡng đoạt tài sản xảy ra 1 vụ, trộm cắp tài sản xảy ra 4 vụ, đánh bạc phát hiện bắt giữ 2 vụ, bắt 6 đối tượng. Ma túy bắt giữ 1 vụ, 1 đối tượng, thu 0,246 gram heroin. Đặc biệt không xảy ra vụ cháy nổ nào trong dịp nghỉ lễ. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2018, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày mùng 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông, làm chết một người. Trong đó, vụ tai nạn giao thông là một người chết xảy ra trên quốc lộ 39 đi qua địa bàn xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ. So với 4 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2017, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương không tăng không giảm. Trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện xử lý gần 680 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt với số tiền gần 340 triệu đồng, tạm giữ 2 xe ô tô, trên 100 xe mô tô. Đáng chú ý, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã xử phạt số tiền gần 65 triệu đồng đối với một xe ô tô khách chở quá số người quy định, chở 90 trên 43 hành khách. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử phạt 29 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn và 72 trường hợp vi phạm lỗi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ.